Nông dân Pháp đang gây rối loạn trên các đường cao tốc lớn đến Paris. Họ đang phản đối về một loạt vấn đề gây bất bình, mặc dù chính phủ đã công bố một số biện pháp xử lý. Nhưng các vấn đề là gì và chính phủ có thể làm gì tới đây? Nông dân ở một số quốc gia EU đã tổ chức biểu tình. Ở Pháp, nông dân nói rằng họ không có thu nhập tương xứng và bị cản trở bởi quy định quá cứng rắn về bảo vệ môi trường. Một số quan ngại như cạnh tranh từ hàng nhập khẩu rẻ hơn và quy tắc môi trường quá nghiêm khắc cũng được các nhà sản xuất nông nghiệp khác trong EU chia sẻ. Các vấn đề khác như các cuộc đàm phán giá thực phẩm là vấn đề riêng của Pháp. Chúng tôi ở đây bởi vì chúng tôi thực sự không hài lòng với các chính sách hiện về nông nghiệp. Chúng tôi đặc biệt là bị đè nén bởi gánh nặng các thông lệ ngăn chúng tôi làm việc và giảm sản lượng của chúng tôi. Và vì vậy chúng tôi kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra các thông lệ thực tế hơn, hoặc kể cả bỏ hết các thông lệ đi, đó sẽ là tiến bộ lớn. Nhiều người cảm thấy rằng việc chính phủ và các nhà bán lẻ bắt tay thúc đẩy để giảm lạm phát giá thực phẩm đã khiến họ không thể trang trải chi phí cao cho năng lượng, phân bón và vận chuyển. Một kế hoạch của chính phủ nhằm dần dần chấm dứt việc giảm thuế nhiên liệu diesel cho nông dân cũng là một vấn đề gây bất bình. Bất mãn về tình trạng cạnh tranh không công bằng về đường, ngũ cốc và thịt cũng đã lan rộng. Một phần của nguyên nhân là do hàng nhập khẩu từ Ukraine tăng lên nhờ được EU miễn thuế kể từ khi xung đột nổ ra giữa nước này với Nga. Nhập khẩu từ Ukraine gây phẫn nộ vì tạo áp lực lên các mức giá châu Âu, trong khi lại không đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường hiện áp đặt lên nông dân EU. Đầu tiên có một câu hỏi về doanh thu, và rõ ràng là nông dân Pháp không kiếm được nhiều tiền. Thứ hai, và đây là vấn đề đặc chất Pháp, đó là sự tích tụ rất nhiều quy tắc, nhiều thông lệ với đủ thứ chuyện mà nông dân phải tuân thủ. Và thứ ba là một kiểu phản ứng chống lại tâm lý bỉ nhà nông của thị dân. Kiểu người tiêu dùng vừa muốn có nhiều sản phẩm tự nhiên hơn, nhiều sản phẩm trực tiếp từ nông trại hơn, nhưng lại không sẵn sàng trả tiền thêm cho những thứ đó. Nông dân phản đối các quy tắc trợ cấp của EU, chẳng hạn như yêu cầu phải để hoang 4% đất canh tác. Họ cũng bất bình vì Pháp thực hiện quá mức các chính sách của EU, chẳng hạn như trong việc khôi phục hàng rào bảo vệ tự nhiên. Các chính sách môi trường cũng được cho là có mục tiêu mâu thuẫn với nỗ lực tự chủ hơn trong sản xuất thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác, đặc biệt trong bối cảnh của xung đột Ukraine. Những bất đồng về các dự án thủy lợi và những lời chỉ trích về phúc lợi động vật và thuốc trừ sâu đã làm đậm đặc hơn nữa cảm giác bị xã hội coi thường trong tầng lớp nông dân Pháp đang dần lão hóa. Thời gian đang cạn dần với chính phủ Pháp, hiện đang chịu áp lực phải xoa dịu cuộc khủng hoảng trước cuộc bầu cử tháng 6 và triển lãm nông nghiệp Paris hàng năm vào cuối tháng 2. Thủ tướng Gabriel Attal tuyên bố việc bỏ việc tăng thuế diesel đối với nông dân vào ngày 26 tháng 1. Ông cũng đặt ra mục tiêu giảm quan liêu và cung cấp thêm viện trợ cho một số nhóm nông dân. Thông báo ban đầu đã tạo ra các phản ứng trái chiều và các nghiệp đoàn nông dân đã kêu gọi các cuộc biểu tình tiếp tục. Chính phủ Pháp cho đến nay đã nhẹ tay trong việc xử lý người biểu tình, mặc dù có một số sự cố bạo lực. Nhưng chính phủ đã ra lệnh cho cảnh sát bảo vệ các sân bay của Paris và chợ thực phẩm bán buôn sau khi có những lời kêu gọi nhắm vào những nơi này. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.